Dobrý den. Ahoj všichni. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với học tiếng Séc cùng Tamda và Magnus. Mình tên là Ngọc và hiện giờ mình đang làm giáo viên tại một trường tiểu học ở Libuch và Ngọc cũng dạy tiếng Séc tại trung tâm Magnus ở Praha nữa. Để cập nhật các khóa học tiếng Séc, các bạn hãy liên lạc với Ngọc hoặc vào trang Facebook của Magnus tại đây. Trong buổi học vừa qua, mình đã học các thành phố đẹp tại Cộng hòa Séc. Vậy thì đề tài tháng này cũng có liên quan đến những nơi đẹp và những câu hữu ích có thể dùng hàng ngày. Và đề tài là ta-da-da-da, cestovani. Cestovani có nghĩa là đi du lịch. Cestujete rádi? Cestujete rádi? Các bạn có thích đi du lịch không? Já miluju cestovani. Já miluju cestovani. Mình thì yêu việc đi du lịch. Và bởi vì đi du lịch là một đề tài rất thú vị, chúng ta sẽ học từ vựng liên quan đến đề tài này. Když cestujeme, můžeme. Když cestujeme, můžeme. Khi chúng ta đi du lịch, chúng ta có thể. Lyžovat. Lyžovat. Có nghĩa là trượt tuyết. Lyžujeme v horách. Lyžujeme v horách. Chúng ta trượt tuyết ở núi. Můžeme sáňkovat. Sáňkovat. Có nghĩa là chúng ta có thể trượt tuyết bằng cái xe trượt như này. Děti sáňkují. Děti sáňkují. Trẻ em trượt tuyết. Jezdit na snowboardu. Můžeme jezdit na snowboardu. Có nghĩa là trượt ván snowboard. Jezdíš na snowboardu. Jezdíš na snowboardu. Bạn có trượt ván không? Můžeme chodit na procházky. Můžeme chodit na procházky. Có nghĩa là chúng ta có thể đi dạo. Ráda chodím na procházky. Ráda chodím na procházky. Tôi thích đi dạo. Nếu mà trời nắng như mấy hôm vừa rồi, chúng ta có thể đi bơi. Plavat. Plavat. Có nghĩa là bơi. Plavu každé léto. Plavu každé léto. Có nghĩa là mỗi mùa hè tôi đi bơi. Potápět se. Potápět se là lặn. Việc bơi đi với việc lặn có nghĩa là potápět se. Nerada se potápím. Nerada se potápím. Tôi không thích lặn. Jezdit na kole. Jezdit na kole có nghĩa là đi xe đạp. Jezdíš na kole. Jezdíš na kole. Bạn có đi xe đạp không? Jezdit na lodi. Jezdit na lodi có nghĩa là đi thuyền. Málo kdy jezdím na lodi. Málo kdy jezdím na lodi. Ít khi tôi đi trên thuyền. Jezdit na výlety. Jezdit na výlety có nghĩa là đi dã ngoại, đi chơi. Jezdit na výlety. Pavel jezdí na výlety každý měsíc. Pavel jezdí na výlety každý měsíc. To nghĩa là Pavel đi dã ngoại mỗi tháng. Nếu chúng ta đi ra những cái nước đẹp, những nước khác lạ và chúng ta muốn mua lưu niệm thì chúng ta sẽ nói là nakupovat suveníry. Nakupovat suveníry có nghĩa là mua lưu niệm. Nakupuju suveníry na dovolené. Nakupuju suveníry na dovolené. Có nghĩa là tôi mua lưu niệm ở kỳ nghỉ. Chắc chắn chúng ta không thể thiếu cái việc là đi xem các danh lam thắng cảnh. Prohlížet si památky. Prohlížet si památky. Có nghĩa là xem các danh lam thắng cảnh. Když cestuju, prohlížím si památky. Když cestuju, prohlížím si památky. Khi tôi đi du lịch, tôi xem các danh lam thắng cảnh. Không biết mọi người có thích phơi nắng không, nhưng mà người Séc, người Tây nói chung rất thích phơi nắng. Opalovat se. Opalovat se có nghĩa là phơi nắng. Opalujete se u moře. Opalujete se u moře. Các bạn phơi nắng khi đi biển. Tiếp theo là một hoạt động mà chúng ta cũng có thể làm tại nơi mà chúng ta sống. Chúng ta cũng không cần phải đi du lịch đâu xa. Đó là trượt ba tanh. Jezdit na bruslích. Jezdit na bruslích hoặc là bruslit. Bruslit nghĩa là trượt ba tanh. Umím jezdit na bruslích. Umím jezdit na bruslích hoặc chúng ta sẽ nói là umím bruslit. Umím bruslit có nghĩa là tôi biết trượt ba tanh. Fotit. Fotit hoặc là fotografovat. Fotografovat có nghĩa là chụp ảnh. Chụp ảnh. Fotografuji lidi a přírodu. Fotografuji lidi a
prirodu. Nghĩa là tôi chụp ảnh người và thiên nhiên. Hoặc các bạn cũng có thể hơi lười và không làm gì và nghỉ ngơi. Nedělat nic a odpočívat. Nedělat nic a odpočívat. Có nghĩa là không làm gì và nghỉ ngơi. Když jedu na dovolenou, tak nic nedělám a odpočívám. Když jedu na dovolenou, tak nic nedělám a odpočívám. Có nghĩa là khi tôi đi nghỉ thì tôi không làm gì cả và tôi nghỉ ngơi. Wow, a co děláte vy, když jedete na dovolenou? A co děláte vy, když jedete na dovolenou? Vậy các bạn làm cái gì khi đi nghỉ? Các bạn có thể chia sẻ với Ngọc ở dưới phần bình luận. Khi nói đến việc đi du lịch, chúng ta thường dùng động từ đi bằng phương tiện, có nghĩa là jet. Jet. Giống như bao động từ khác, chúng ta cần phải chia động từ theo các ngôi, tức là đại từ nhân xưng osobi, có nghĩa là các ngôi. Osobni zaimena. Osobni zaimena có nghĩa là đại từ nhân xưng. Vậy chúng ta sẽ thử chia động từ đi bằng phương tiện. Đi một lần. Já jedu. Tôi đi. Ty jedeš. Bạn đi. On, ona jede. Anh ấy, cô ấy đi. My jedeme. Chúng tôi đi. Vy jedete. Các bạn đi. Oni, oni jedou. Họ đi. Tuyệt vời ông mặt trời, cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi học ngày hôm nay và Ngọc xin chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau. Nhìn tới sách class nha.